cái gì thế này? Hai người đang làm cái gì đấy hả? Anh Phúc, anh nói gì đi. Không phải là thích. Tất cả những gì mày thấy đều là sự thật. Mày không đẻ con được cho anh Phúc ấy thì để tao làm. Anh... Này, em làm cái gì đấy hả? Ra đây. Anh có vợ rồi mà anh nhắn tin với cả gái như thế mà anh coi được à? Tôi nói cho cô biết này, cô đã không đẻ được ấy thì không có quyền được lên tiếng, cô hiểu chưa? Tôi cưới cô 5 năm trời, thế mà cô chưa hề có động tĩnh gì cả. Thế cô tính bao giờ cho tôi lên làm bố? Cô có bao giờ hiểu cho tôi không? Bố mẹ thì giục tôi, họ hàng thì bàn tán, nói ra nói vào. Cô không hiểu cho tôi à? Bực hết cả mình. Chuyện đâu còn có đó mà. Tao nghĩ là chồng mày đang lo lắng quá thôi. Chứ mà chuyện con cái đâu phải không muốn là sẽ có. Thôi, vui lên. Cảm ơn mày nhá. Mày mà những lúc thế này có mày ở bên cạnh tao, không tao chẳng biết làm gì đâu. Có cái gì đâu, tao mới phải là người cảm ơn mày chứ. Mấy tháng này mày cho tao ở đã không lấy tiền thì thôi, còn cảm ơn cái gì. Với tao đấy hả My? Mày là bạn thân nhất của tao cơ mà. Tao coi mày như người thân trong gia đình đấy. Thế sao mày lại làm như thế với tao? Thôi đi, tao không coi mày là bạn. Từ trước đến giờ ấy, cái gì mà cũng hơn tao. Gia đình, công việc, cả một người chồng thương yêu mày nữa. Cái gì mà cũng có, nhưng mà cái tiên chức làm mẹ của mày mày không làm được thì để tao làm. Anh Phúc, anh nói gì đi ạ? Anh bảo tất cả không phải là sự thật đi. Anh nói thế đi, em sẽ coi như em không thấy gì hết. Anh Phúc, anh nói... Thôi đi. Nói cho cô biết, tôi ngủ với bạn của cô mà cô bảo là cô không thấy gì nhá. Cô có phải là đàn bà không đấy? À, mà tôi quên mất, đàn bà thì phải biết đẻ chứ. Cô thì không. Tôi chán cô đàn bà. Ly hôn đi. Loại cây độc không trái, gái độc không con. Anh nấu xong rồi đấy, em ăn đi. Ngày nào anh cũng cho tôi ăn mấy món này, phát ngán đi mất thôi ấy. Này, tôi đang mang thai con của anh đấy. Xin lỗi nhá, anh biết rồi, để từ ngày mai anh nấu món khác cho em ăn. Không, anh thích thì anh đi mà ăn. Thôi, My. Tránh ra. My, thôi mà. Mẹ cứ bảo bố ấy là sửa nhà hết bao nhiêu tiền thì để con gửi tiền về. Mẹ yên tâm, con có tiền mà. Dạ vâng ạ. Mẹ ơi, thôi, lát nữa con gọi điện lại cho mẹ sau nhá. Dạ vâng ạ. Anh lại gửi tiền về cho bố mẹ đây à? Ừ, bố mẹ đang sửa nhà, anh gửi tiền về 100 triệu. Cái gì? 100 triệu á? Anh lấy đâu nhiều tiền như thế mà gửi? Thì tiền anh tích góp mấy năm qua. Với lại là bố mẹ anh chứ có phải người ngoài đâu mà em nói như thế. Ô hay nhở, thế anh đã hỏi ý kiến tôi chưa? Anh thấy vấn đề này chả có gì mà phải nói với em cả. Vâng, anh nhiều tiền, anh lo cho bố mẹ. Thế còn con của anh thì anh có lo không? Này, em nói cái gì đấy? Bố mẹ anh chứ có phải người ngoài đâu. Tôi chẳng nói gì quá đáng cả. Anh lo cho bố mẹ anh, thế còn con tôi với cả tôi, anh lo được như nào? Thì bố mẹ của anh cũng là bố mẹ của em cơ mà. Mẹ con tôi còn lo chưa xong. Kể từ bây giờ, giấy tờ nhà, sổ tiết kiệm, giấy tờ xe anh đưa hết đây. Này, em quá đáng rồi nhá. Tôi nói chẳng có gì quá đáng cả. Bố mẹ già rồi ấy, thì cũng sắp xuống lỗ. Nhà cửa xây to để làm cái gì? Con cái thì không lo, có gửi thì gửi 100-200 nghìn thôi. Bố mẹ anh chứ có phải người Dương nước lã đâu mà em nói như thế hả? Anh vẫn sẽ chăm lo cho bố mẹ anh và cả em con nữa. Tôi không quan tâm. Cô im mồm đi. Này, tôi nói cho cô biết là cô càng đề cô càng quá đáng rồi đấy. Cô lấy quyền gì mà kiểm soát thằng này hả? Tiền của tôi cho anh, tôi cho. Này,
Anh nghĩ là loại tốt đẹp chắc? Một cái thằng vừa lăng nhăng vừa ra trường. Tôi nói cho anh biết, con thương nó hiền thì anh mới hạch sách được thôi á. Còn tôi ý, anh không phải là cái thá gì cả. Khốn nạn à! Cô mau đi dọn đồ, mau cút khỏi nhà tôi, cô không xứng đáng ở trong cái nhà này. Anh không có quyền đuổi tôi. Anh nên nhớ, tôi đã mang thai đứa con của anh. Anh mà đuổi tôi xem tôi làm gì đó. Cô... Người có quyền đuổi trong cái nhà này là tôi chứ không phải anh đâu. Em về rồi. Còn kìa, ai cho mày về đây? Nhà của tao, sao tao lại không được về nhỉ? Đây là nhà của tao, mày cút ra kìa. Tao và anh Phúc chưa từng ly hôn. Thì mày, mày đang là đứa ăn nhờ ở đậu đấy. Nhưng mà tao mang thai con của anh Phúc, sớm muộn gì căn nhà này cũng là của tao. Thế á? Thế thì đọc đi, đọc cho nó kỹ vào. Anh Phúc bị vô sinh thì sao trong bụng mày lại là con của anh Phúc được nhở? Vô sinh? Đồ khốn nạn, mày dám lừa tao à? Còn kìa, mày ghét tao nên mày như thế đúng không? Mày hãm hại tao đúng không? Im đầu đi. Tao nói cho mày biết là mày cố tình dẫn dụ tao vào cái bẫy này để cho tao chấp nhận cái thằng con hoang này á. Tao nói cho mày biết, tao không cần. Mày mau lên dọn đồ rồi mau cút khỏi nhà tao. Chúng mày không phải đuổi tao tự đi. Tao nói cho chúng mày biết, đợi đấy, tao quay lại sẽ trả thù. Anh cũng nên đi theo cô ta được rồi đấy. Thưa ơi, anh xin lỗi em. Anh biết là em còn hận anh nhiều, nhưng mà anh vẫn muốn xin lỗi em vì khoảng thời gian qua anh đã không bù đắp được cho em. Anh làm em tổn thương, làm em phải suy nghĩ nhiều. Em có thể cho anh thêm một cơ hội nữa được không? Tôi xin anh làm ông tha cho tôi được không? Tôi có thể tha thứ cho anh, dù anh có là một người chồng vũ phu, gia trưởng. Và cô ta là bạn thân của tôi không thể nào tha thứ cho anh được. Nó sẽ mãi mãi là một cái gai trong lòng tôi, anh hiểu chưa? Anh xin em, tha thứ cho anh một lần này thôi. Anh... Cút!